Câu 8, đề 8, thực chiến đề lý. Một vật dao động điều hòa trên trục UX gấp tọa độ 0 tại vị trí cân bằng. Khoảng thời gian giữa hai liên tiếp vật quay vị trí cân bằng là 0,5 giây. Khoảng thời gian giữa hai quãng đường vật đi được trong 2 giây là 32 cm. Tại thời điểm T1, tại điểm T bằng 1,5 giây, vật quay vị trí có lý độ theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là, thì ta có này, T trên 2 bằng 0,5, do là khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vượt qua vị trí cân bằng là 0,5 giây. Từ đó ta suy ra T bằng 1, suy ra omega bằng 2π, đúng chưa? Mà người ta nói là quãng đường đi được trong 2 giây là 32 cm, vì thế nên 32 nó chính bằng 2 nhân với quãng đường đi được trong một chu kỳ là gì nhỉ? Và nhân 4T không? À, nhân 4A không? Từ đây ta suy ra A bằng 4, đúng chưa? Rồi, thì ta chọn được đáp án B và D. Mà ta có tại thời điểm T bằng 1,5 giây này, T bằng 1,5 giây thì nó bằng gì nhỉ? Có phải bằng T cộng với lại T trên 2 không? Đúng chưa? Vậy thì nó có phải là nó đang ngược pha với tại thời điểm 0 không? Tại thời điểm T bằng 0 không? Đúng chưa? Vậy khi vật cái tại thời điểm T bằng 1,5 thì vật đi qua có lý độ theo chiều dương. Đúng không? Chiều dương thì chắc chắn là tại T bằng 0. Thì sao nhỉ? Vận tốc của vật đang âm đúng không? Mà âm thì sao? Âm thì nó vẫn nằm ở nửa trên thì hình vẽ đường tròn ra. Biên độ A đây. Đúng chưa? Nó nằm nửa trên này thì trừ bi trên 6 nó nằm đây. Còn trừ 7 bi trên 6 thì nó nằm trên đây. Được chưa? Thì từ đó ta chọn ý B. Được chưa? Rồi. Thì các em chỉ cần tìm cái đầu tiên là tìm tốc độ góc này. Sau đó tìm biên độ thì sẽ loại thì sẽ loại được hai đáp án A và C. Sau đó người ta nói là gì nhỉ? Tại thời điểm T 1,5 vật đi qua vị trí có lý độ theo chiều dương. Thì tại thời điểm T bằng 0 thì vận tốc vật đang âm thôi. Thì ta chọn ý B. Chúc em học tốt.